Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự được phát sóng trên kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn 3NVTC16. Hôm nay ngày 19 tháng 11, bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Mỗi ngày cả nước có tới hơn 24 người chết vì tai nạn giao thông. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể đội ngũ thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc. Trong phần tin quốc tế, hội nghị APEC kêu gọi mở rộng lợi ích của tự do thương mại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự hội nghị. Ấn Độ, người dân nông thôn đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt sau cú sốc đổi tiền của nước này. Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ chiều nay thì giá xăng đã giảm từ 500 đến 600 đồng trên 1 lít do giá xăng dầu bình quân của thế giới trong 15 ngày qua giảm. Và cụ thể ở đây thì giá xăng RON 92 giảm 521 đồng trên 1 lít, xăng E5 thì giảm 355 đồng trên 1 lít và dầu diesel thì giảm 514 đồng trên 1 lít. Như vậy là giá bán các mặt hàng xăng RON 92 từ 15 giờ chiều nay phổ biến trên thị trường không cao hơn 16.371 đồng trên 1 lít. Xăng E5 thì không cao hơn 16.221 đồng trên 1 lít và dầu diesel thì không cao hơn 12.509 đồng trên 1 lít. Thưa quý vị, ngày mai Chủ nhật thứ ba của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân giao thông đường bộ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa tổ chức lễ tưởng niệm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia dự lễ. Theo thống kê, tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 24 người và làm khoảng 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Trong số đó có cả những trẻ em vô tội. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, tai nạn giao thông để lại hậu quả rất khủng khiếp đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Những di chứng thương đau của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè của người bị nạn. Phó Thủ tướng cho rằng, mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức nghiêm túc về tác hại khôn lường của tai họa này và đã đến lúc chúng ta cần phải dũng cảm và chân thành nhìn thẳng vào sự thật là trong mỗi tai nạn giao thông có cả lỗi của trách nhiệm của từng cá nhân, của cả cộng đồng và của nhà nước. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Phó Thủ tướng kêu gọi các cơ quan hữu quan vì sự phát triển của đất nước, vì mạng sống của bản thân, vì tương lai của con cháu mình hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ngày một phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và an toàn hơn. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và đặt hoa tưởng niệm những người đã mất. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 tới đây, chủ các phương tiện nếu không làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ thì sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 200 ngàn đồng. Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an vừa khuyến cáo người dân nên làm thủ tục sang tên mô tô xe máy sau khi chuyển nhượng nhận tặng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, theo Điều 30, Nghị định 46, Cảnh sát Giao thông sẽ phạt tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng đối với cá nhân, từ 200 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ. Quy định này áp dụng cả với diện được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản. Để đăng ký sang tên xe trong cục tỉnh, người dân cần mang theo hồ sơ gồm giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe, có cam kết của người đang sử dụng xe, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đó thường trú, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe. Trước việc dư luận lo ngại có thể xảy ra tình trạng cảnh sát giao thông tùy tiện dừng xe, thì Thiếu tướng Trần Thế Quân, Cục Phó Cục Pháp chế Bộ Công an vừa lên tiếng khẳng định, cảnh sát giao thông không được dừng bất cứ phương tiện nào để kiểm tra với lỗi chưa sang tên đổi chủ, mà chỉ được phép kiểm tra các phương tiện khi phát hiện lỗi vi phạm giao thông. Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho biết, quy định xử phạt không sang tên đổi chủ đã có từ lâu nhưng chưa thực hiện vì phải điều chỉnh. Đến nay, công tác đăng ký sang tên đổi chủ được đơn giản hóa mà người dân vẫn cố tình không chấp hành nên cần thiết phải thực hiện.
mốc thời gian cuối năm 2016 là hợp lý. Việc xử phạt nhằm tác động tới ý thức của chủ phương tiện về việc đảm bảo tài sản của mình, tránh những trường hợp tranh chấp không đáng có khi không sang tên. Trong công tác giải quyết tai nạn giao thông, việc đăng ký chính chủ sẽ giúp ích rất nhiều cho cảnh sát trong quá trình điều tra. Hơn nữa, khi áp dụng việc xử phạt nguội cũng sẽ rất dễ dàng. Thiếu tướng Quân cho biết, cảnh sát giao thông cũng không được dừng bất cứ phương tiện nào để kiểm tra về lỗi chưa sang tên đổi chủ, mà chỉ được phép kiểm tra các phương tiện khi phát hiện lỗi vi phạm giao thông. Chẳng hạn như người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát dừng xe kiểm tra nếu phát hiện chiếc xe mua bán qua nhiều lần, quá thời gian không sang tên đổi chủ thì sẽ bị phạt thêm lỗi xe không sang tên đổi chủ. Thiếu tướng Trần Thế Quân cũng giải thích rõ là quy định này chỉ áp dụng mà xử phạt đối với những chủ phương tiện, người đứng tên đăng ký xe không thực hiện sang tên đổi chủ, chứ không áp dụng đối với những người điều khiển phương tiện. Không có quy định nào xử phạt người đi mượn xe, chẳng hạn như trong một nhà thì vợ chồng, con cái, anh em đi xe của nhau là điều hết sức bình thường, chỉ cần cầm theo đăng ký xe đi là được. Còn theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thời gian qua đang có sự hiểu sai về quy định phạt xe không chính chủ của giới truyền thông. Theo ông Hùng, quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ phương tiện. Chủ xe cần hiểu giống như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Muốn sang tên đổi chủ, có thể đến các cơ quan đăng ký xe tại quận huyện nơi mình cư trú để làm thủ tục. Đối với trường hợp người dân mua xe máy qua nhiều chủ mà mất hết giấy tờ, thì phải đến cơ quan công an quận huyện xin tờ khai theo mẫu, sau đó về xin xác nhận tại công an phường nơi cư trú, rồi mới đến các bước tiếp theo. Thưa quý vị, những năm qua thì Việt Nam đang dần thay thế Trung Quốc là điểm đến của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp. Tuy nhiên, đầu tư vào nông nghiệp vẫn chỉ đứng thứ ba trong cơ cấu đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. Trong khi đó, nông nghiệp là thế mạnh và giàu tiềm năng của Việt Nam, nhằm đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản. Thì chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam và tổ chức JICA của Nhật Bản đã tổ chức hội thảo kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam định hướng tương lai gần, ghi nhận của phóng viên VTC16. Lâm Đồng là một trong 8 vùng được Nhật Bản chọn để đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng sản xuất rau công nghệ cao. Theo đại diện tỉnh Lâm Đồng, địa phương hiện có khoảng 10 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào với tổng vốn 36 triệu đô la Mỹ. Rau, hoa và cây ăn quả là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm để sản xuất xuất khẩu. Nhật Bản quan tâm đó là cái tổ chức sản xuất và làm như thế nào để quản lý chặt chẽ vấn đề là cái an toàn về cái đất và thứ hai là cái nước. Một trong hai điều kiện nhưng mà cái đất và nước được ô nhiễm thì người Nhật sẽ rất là không quan tâm. Bởi vì vậy cho nên là các doanh nghiệp Nhật Bản đã quan tâm đầu tư sản xuất với cái quy mô và họ tiến hành làm những cái vùng đất sạch và an toàn và sản xuất ra cái nông sản đạt được tiêu chuẩn quốc tế cũng như là tiêu chuẩn về của thị trường Nhật Bản. Đến nay, cả nước chỉ có khoảng 35 doanh nghiệp Nhật đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam với tổng mức đầu tư khoảng 234 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 4,2% trong tổng vốn mà Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Nhưng gần đây, nước này đang chuyển hướng mạnh mẽ vào đầu tư nông nghiệp tại Việt Nam nhằm thay thế nông sản Trung Quốc nhập khẩu vào Nhật Bản. Cơ hội mà hợp tác giữa hai doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam và Nhật Bản với nhau mà làm tốt ấy, thì Việt Nam là các cái doanh nghiệp Việt Nam là hưởng lợi rất nhiều từ cái kinh nghiệm mà làm nông nghiệp của các cái doanh nghiệp Nhật Bản này, từ cái kinh nghiệm mà quản lý rồi tìm kiếm thị trường để phân phối sản phẩm cũng như là nâng cao cái giá trị gia tăng của Theo các tỉnh có kinh nghiệm trong việc hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam muốn làm ăn lâu dài với phía Nhật Bản cần chia sẻ thông tin nền cụ thể của mình. Với diện tích đất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, cần liên kết lại để hợp tác sản xuất, sẵn sàng học hỏi công nghệ, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp. Là trên cơ sở cái điều kiện của các doanh nghiệp Nhật Bản thì các cái công nghệ họ rất tiên tiến và người Nhật họ rất cần cù và trong cái tổ chức đàm phán thì chúng ta phải cần chia sẻ những cái thời gian và đàm phán và đồng thời sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới. Khi làm việc với họ đó thì cái điều kiện tiên quyết đó là cái thông tin rõ ràng và cái trách nhiệm một cách lâu dài, phân công cụ thể và tiến đến cái đạt được cái mục tiêu cuối cùng. 8 dự án trọng điểm mà Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam được phân bố từ Bắc vào Nam, tập trung vào hướng kỹ thuật canh tác và quản lý nước hợp lý, cung cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, cải thiện khâu lưu thông, chuỗi cung ứng lạnh, thúc đẩy tập trung hóa đất nông nghiệp, nâng cao năng suất các sản phẩm giá trị gia tăng, phát triển chế biến thực phẩm, phát triển thủy lợi tưới, biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực.
Vụ mùa năm nay, tỉnh Ninh Thuận xuống giống trên 12.300 ha lúa và hiện nay thì trên 50% diện tích lúa trà đầu khoảng 45 ngày tuổi đang bắt đầu làm đồng. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến thất thường đã tạo điều kiện cho nhiều loài sâu rời sinh sôi, nảy nở tấn công, phá hoại với diện tích hàng trăm hecta, và nông dân trên địa bàn tỉnh thì đang tích cực bám đồng để phun thuốc cứu lúa. Gần một tháng nay, thời tiết mưa nắng thất thường, hơn 2 sào lúa 45 ngày tuổi gieo đợt 1 của gia đình ông Phạm Thanh Tùng ở xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước bị sâu cuốn lá tấn công. Để cứu lúa, gia đình ông bám đồng, phun thuốc liên tục 2 lần trong ngày. Bây giờ đang tập trung là phun thuốc trừ sâu và đồng thời là trị bướm. Đó, cho khỏi nó tấn công mạnh. Sâu thì đủ loại thuốc hết, nói chung là xịt bữa nay là xịt thuốc này, 3 bữa sau là xịt thuốc khác lại. Đó. Vụ mùa năm nay, nông dân xã Phước Hậu xuống giống trên 1.000 hecta lúa, nhưng hiện đã có gần 700 hecta lúa bị sâu dày phá hoại. Có nơi mật độ sâu ống từ 500 đến 600 con trên 1 mét vuông. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến thất thường, khả năng sâu bệnh sẽ còn phát triển mạnh, ảnh hưởng đến toàn cánh đồng và có thể lây lan sang các địa phương khác. Vận động bà con là phòng trừ sâu bệnh và ngăn ngừa sâu bệnh là ở địa phương. Cái thứ hai nữa là các cơ quan, các lãnh đạo ủy ban là cũng kiến nghị phòng nông nghiệp và trạm bảo vệ thực vật để có cái giúp đỡ cho bà con nông dân trên địa bàn. Vụ mùa thời tiết nắng mưa diễn biến thất thường là điều kiện thuận lợi để các loại sâu dày phát triển hại lúa. Các ngành chức năng khuyến cáo bà con cần thường xuyên thăm đồng để phòng trừ kịp thời các diện tích lúa bị sâu dày, giảm thiệt hại trong sản xuất lúa. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp của Ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân của 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống sản xuất và kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Formosa. Thông báo kết luận nêu rõ, mặc dù bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan như bão, lũ xảy ra, tính chất công việc phức tạp, khối lượng lớn, nhưng thời gian vừa qua, các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan đã tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và đã đạt được kết quả tốt. Đến nay, một số tỉnh đã bước đầu tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Formosa. Để đảm bảo trong thời gian tới công tác bồi thường thiệt hại được đẩy nhanh hơn, đảm bảo chắc chắn, công khai, minh bạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016. Về vấn đề giải quyết ngay lượng hải sản tồn kho thì đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng đồng ý nguyên tắc là hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất, chi phí tiêu hủy. Ủy ban Nhân dân của 4 tỉnh thì tiến hành tiêu hủy ngay các lô hàng này và công khai kết quả đảm bảo hoàn thành trong tháng 11 năm 2016. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương công tác tiêu hủy. Đối với các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng đồng ý nguyên tắc mua tạm trữ được hỗ trợ 30% giá trị lô hàng, hỗ trợ 100% tiền điện, 100% lãi suất. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết tiêu thụ những lô hàng này. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp nêu trên hoàn thành trong tháng 11 năm 2016. Ủy ban Nhân dân các tỉnh xác định số lượng hàng được thu mua tạm trữ trên địa bàn hiện đang tồn kho theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiến hành kiểm tra, giám sát việc bảo quản, đảm bảo chất lượng của các lô hàng tại các kho cho đến khi được tiêu thụ. Bên cạnh công tác bồi thường hỗ trợ thì Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về việc môi trường biển đã an toàn, hải sản khai thác tầng giữa tầng mặt thì đã đảm bảo an toàn thực phẩm. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm hải sản ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý, xem xét công bố kết quả vào cuối tháng 12 năm 2016. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và nhất là Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đến người dân, giải thích rõ để người dân hiểu các chính sách, các quy định của nhà nước về việc này, các bộ ngành và địa phương định hướng cho người dân trước những thông tin sai lệch, đảm bảo công khai minh bạch ở cơ sở, đảm bảo người dân được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.
Thưa quý vị, tỏi Lý Sơn là một mặt hàng nông sản của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thương hiệu nhãn hiệu tập thể từ năm 2009. Thế nhưng sau khi mặt hàng này được công nhận thương hiệu thì tình trạng trà trộn thương hiệu giả tỏi Lý Sơn đã xuất hiện ngày càng nhiều. Vụ tỏi năm nay, nông dân ở đây đang hết sức lo lắng trước nguy cơ tỏi Lý Sơn bị mất giá do tỏi giả trà trộn gây ảnh hưởng đến thương hiệu. Vụ tỏi mới này, ông Trần Hiệp ở xã An Hải, huyện Lý Sơn tiếp tục xuống giống 5 sào tỏi. Nhưng ông Hiệp cũng như hàng trăm hộ trồng tỏi trên đảo vẫn luôn canh cánh nỗi lo tỏi rớt giá ế ẩm khi nhiều thương lái trà trộn tỏi từ nơi khác vào, lấy thương hiệu tỏi Lý Sơn để trục lợi. Có biện pháp nào để ngăn chặn tỏi ở đất liền đem về đuối Lý Sơn để trà trộn, để lộ mất thương hiệu tỏi của Lý Sơn. Việc tỏi ở đất liền được đưa ra trà trộn làm mất thương hiệu tỏi Lý Sơn đã được các ngành chức năng cho là rất khó xử lý, vì thương hiệu tỏi Lý Sơn chưa có bao bì đóng gói sản phẩm theo quy định để được bảo hộ. Hiện chỉ có 3 cơ sở tại đảo đóng gói bao bì cho sản phẩm tỏi Lý Sơn, nhưng cũng là tự phát, không theo tiêu chuẩn. Để ngăn chặn tình trạng trà trộn tỏi Lý Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu huyện Lý Sơn sớm hỗ trợ hội sản xuất kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn, xây dựng nhãn hiệu, logo, tem chống giả cho tỏi Lý Sơn chính thống, thay vì để các hộ kinh doanh làm tự phát như lâu nay. Cái đó nó làm cái ảnh hưởng về cái thương hiệu của hiệp hội tỏi nó bị đánh đổ rất là nhiều thứ. Ví dụ như một cái công ty A, người ta mua được 200 ký tỏi Lý Sơn, rồi người ta vô đất liền người ta đóng có thể là 5 tấn đến 10 tấn tỏi của các người khách đã về và người ta vẫn lấy cái thương hiệu là tỏi Lý Sơn. Sử dụng cái bao bì chung của họ cũng như là việc là tem nhãn mác chống hàng giả, thì cái này là cái nếu mà làm tốt cái này thì nghĩ cái này rất là đột phá và tạo được cái uy tín thương hiệu tỏi Lý Sơn và giúp cái giá của người cái giá hàng tỏi của Lý Sơn sẽ là tăng lên. Hàng ngày, sản phẩm tỏi mang thương hiệu tỏi Lý Sơn vẫn được bán ra thị trường theo lối truyền thống, không bao bì, không nhãn mác, không tem chống giả. Cách bảo vệ thương hiệu sơ sài này đang khiến tỏi Lý Sơn đứng trước nguy cơ sẽ bị mất thương hiệu. Thưa quý vị, sáng nay tại huyện miền núi Đắk Long của tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác chính phủ đã tới chúc mừng thầy cô giáo tại trường trung học cơ sở Đắk Lao cùng toàn thể đội ngũ giáo viên trên cả nước nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngôi trường Đắk Lao đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn với 20 cán bộ giáo viên và 169 học sinh, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Chia sẻ về những nỗ lực vượt qua khó khăn, bám trường, bám lớp và động viên các em học sinh đến trường của tập thể giáo viên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh luôn ghi nhận và biết ơn những người thầy đã mang con chữ đến với học trò, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất. Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể đội ngũ thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông. Cách đây gần 60 năm, trong số 500 nhà giáo trẻ tình nguyện lên vùng cao để xóa mù chữ thì có một chàng trai trẻ tên là Nguyễn Văn Bôn. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của mình, chỉ trong vòng 5 năm, thầy giáo Bôn đã biến vùng đất ngã ba cả biên giới Mù Cả của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ một nơi mà cả xã không ai biết chữ đã trở thành điểm sáng giáo dục. Và đây cũng là xã đầu tiên ở khu vực miền núi xóa xong nạn mù chữ. Chàng trai ấy chính là anh hùng lao động đầu tiên của ngành giáo dục phổ thông. Thầy Nguyễn Văn Bôn năm nay đã ngoài 80 tuổi. Trong căn nhà trên đường Ngô Quyền ở Hải Phòng, gia tài đáng quý nhất của thầy chính là tấm bằng khen anh hùng lao động và những chiếc huân chương. 20 tuổi, chàng trai Bôn lên vùng cao để xóa mù chữ. Hành trang mà người giáo viên trẻ mang theo vẻn vẹn chỉ có một quyển sách vỡ lòng, một hộp phấn và mấy chục viên ký ninh sốt rét. Về tới xã thì là tự tìm, tự dựng trường lên đấy, chẳng có trường, có lớp gì, vì có ai biết chữ gì đâu, chẳng có ai biết tiếng gì cả, mà không ai có cái hình, có ấn tượng là nhà trường là thế nào. Thế là tự dựng trường lên, tự vẽ ra dựng lên, và thứ hai là tự tìm học sinh lấy.
sau gần 5 năm gắn bó, thầy Bôn đã biến Mù Cả từ chỗ không ai biết chữ, trở thành xã đầu tiên ở Dẻo Cao xóa xong nạn mù chữ. Khắc ghi sự công hiến ấy, người Mù Cả đã lấy tên thầy Bôn để đặt cho một ngọn núi ở đầu bản. Thanh niên lúc bây giờ đều thôi thúc mà mong muốn có một sự cống hiến cho cách mạng. Cho nên là cái ảnh hưởng của cái thép đã tôi cái tác phẩm thép đã tôi thế đấy, cái hình ảnh Pavel nó rất đẹp, nó một cái hình đẹp mà làm cho anh em thanh niên nói chung là đều noi gương cái hình ảnh đó để mà phấn đấu để làm sao mình có cống hiến được nhiều nhất cho cách mạng. Đào tạo một được một em mà nó trưởng thành lên ấy, là quý giá lắm. Cho nên là tôi nâng niu lắm, từng học trò không muốn một em nào nghỉ cả, không muốn mất một em nào cả. Thế cho nên là phải tìm mọi cách để mà tổ chức giữ chân các em lại. Tôi làm việc thì tôi chỉ biết hết sức mình, mang cái tuổi trẻ ra làm việc chứ tôi chẳng nghĩ danh hiệu gì cả. Thì về Mù Cả coi về đi về gia đình. Và câu chuyện sau đây thì chúng tôi xin được kể về những nhà giáo của ngày hôm nay mà sự hy sinh thầm lặng của họ cũng xứng đáng được ghi nhận. Phóng sự sau được thực hiện tại vùng núi cao Tây Trà của tỉnh Quảng Ngãi. Đã 3 năm nay, cô Trần Thị Lan bám trụ ở điểm trường tiểu học số 2 Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Với cô giáo trẻ này, dù cuộc sống sinh hoạt nơi vùng cao luôn khó khăn, thiếu thốn, nhưng được đứng trước bục giảng là niềm hạnh phúc. Các em học trò ở đây thì cũng rất là dễ thương. Bà con hàng xóm ở này thì rất là nhiệt tình, cũng quan tâm giúp đỡ. Nên là cũng thấy rất là vui, nên là cũng cố gắng ở lại để bám trường bám lớp, giúp cho em. Có em thì có được có con chữ và có cuộc sống được tốt hơn sau này. Cô giáo Hồ Thị Thanh cũng đã vượt cả trăm cây số từ đồng bằng lên đây để dạy chữ cho học sinh trường mẫu giáo Trà Sinh. Tình yêu nghề đã giúp cô và bao cô giáo khác ở huyện vùng cao này vượt qua mọi khó khăn để hết lòng với con em đồng bào dân tộc Co. Cái lòng yêu nghề mến trẻ cho nên em cũng tự là cố gắng là đem con chữ đến cho các cháu, cố gắng tạo điều kiện cho các cháu học tập. Nói chung là rất là nhiều khó khăn, và trường học thì còn tạm bỡ, học trong đó là nhận trúng lớp ghép là lớp ghép 1-1 với lại lớp ghép 1A+2, mà trong đó là lớp 1 đó, là lớp là đầu cấp, nó rất là quan trọng, nhưng lại là ghép, là học ghép là các em đa số là ngay từ đầu năm học là các em chỉ biết đọc, biết viết, vì công việc và niềm đam mê nên cũng cố gắng đem cái chữ đấy cho học sinh. Ngày 20 tháng 11, không hoa cũng không quà. Nhưng món quà ý nghĩa nhất mà những cô giáo này nhận được là ngày ngày các em đều đến trường đông đủ. Trong mắt những đứa trẻ con em đồng bào Co nơi đây, các cô là những người mẹ hiền. Liên quan đến vụ việc 34 học sinh Nhật Bản bị ngộ độc, và theo kết quả điều tra ban đầu thì nguyên nhân là do suất ăn mà các nhà hàng, khách sạn phục vụ đã không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơ quan chức năng đã xử phạt khách sạn New World 20 triệu đồng và đang hoàn tất xử lý các đơn vị khác. Sau gần 3 tuần điều tra dịch tễ, gửi mẫu xét nghiệm, cơ quan điều tra bước đầu xác định khách sạn New World đã có một số vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, như sơ chế thủy sản ngay trong khu vực chế biến, không phân biệt dụng cụ trong chế biến, không đảm bảo an toàn đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Còn tại nhà hàng Việt Village, huyện Củ Chi, chưa xuất trình được đầy đủ giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng đã xử phạt khách sạn New World với số tiền 20 triệu đồng do các lỗi vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để có hình thức xử lý đối với những sai phạm tại nhà hàng Việt Village. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 10, đoàn học sinh Nhật Bản dùng buffet tại khách sạn New World. Đến rạng sáng ngày 28 tháng 10, trong chuyến bay về Tokyo, có 34 học sinh có biểu hiện bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt phải cấp cứu ngay khi xuống sân bay. Thưa quý vị, tối qua ngày 18 tháng 11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đã khai mạc tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2016. Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2016 tổ chức để chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016.
Đây cũng là dịp nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2016 diễn ra đến hết ngày 23 tháng 11. Thưa quý vị, cơn lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đi qua hơn 2 tuần, nhưng hiện thì nhiều địa phương vẫn chưa thể khắc phục được và cuộc sống của người dân thì vẫn bộn bề với rất nhiều khó khăn. Và trước những mất mát đó thì kiều bào Việt Nam đã không ngừng kêu gọi tổ chức các đợt về nước cùng chung tay giúp đỡ các địa phương miền Trung đã chịu ảnh hưởng sau lũ lụt, từng bước khắc phục hậu quả, ghi nhận tại tỉnh Quảng Bình. Những kiều bào của cộng đồng người Việt tại Đức đã tới một trong những địa phương vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Quảng Bình, xã biên giới Dân Hóa. Sau cơn lũ, giao thông vào bản Ba Lóc bị chia cắt. Để có thể tiếp cận được người dân, đoàn thiện nguyện phải lội qua con suối này. Món quà gần 170 triệu đồng của kiều bào ở nước Đức xa xôi dành cho trường mầm non Ba Lóc đã thắp lên tia hy vọng mới về việc sớm trở lại lớp học của hàng chục em nhỏ nơi đây. Tôi thay mặt đoàn là làm hết những cái việc gì mà cộng đồng giao cho và những cái gì mà nhân dân ở trong vùng lũ lụt chịu thiệt hại mong muốn. Không chỉ đến với bản Ba Lóc, đoàn thiện nguyện của kiều bào Đức đã không quản ngại địa hình hiểm trở, tiếp tục tới thăm hỏi, động viên và tặng nhiều phần quà giá trị cho người dân các địa phương của huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Sự chung tay để khắc phục hậu quả sau lũ của bà con kiều bào đã để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng chính quyền và người dân vùng lũ Quảng Bình. Chân rất mừng và rất cảm ơn vì đã được một số tiền to lớn để mua đồ dùng trong gia đình. Đây là cái tình cảm, cái sự đoàn kết giữa là cộng đồng người Việt Nam ở trên toàn thế giới và đặc biệt là cái tình cảm của con em Quảng Bình đang sinh sống ở Đức. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cộng đồng người Việt tại Đức đã huy động được hơn 7 tỷ đồng dành cho việc ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại sau mưa lũ vừa qua. Trong đó, riêng chương trình vì miền Trung thân yêu là hơn 4 tỷ đồng, tiếp sức cho bà con các tỉnh miền Trung tái sản xuất sau những biến cố thiên tai.